Thực phẩm truyền thống bao gồm các loại bún, miến, phở, mì, bánh tráng, bánh canh, bánh đa. Theo Cục An toàn Thực phẩm, việc đưa các sản phẩm thực phẩm này vào tầm kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra giám sát không chỉ dừng lại ở các cửa hàng kinh doanh buôn bán, các hàng ăn, mà còn kiểm tra tận gốc tại các cơ sở sản xuất. Trên thực tế, bún, miến, phở, mì, bánh tráng, bánh canh, bánh đa là những mặt hàng không nằm trong danh mục thực phẩm phải công bố chất lượng, nên việc truy xuất nguồn gốc là không thể. Vậy nên để đưa những mặt hàng này vào tầm kiểm soát chặt chẽ, cách kiểm tra tận nguồn sản xuất đang được coi là hiệu quả nhất. Đồng thời, các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm ở các địa phương sẽ công bố danh tính các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Kết quả kiểm tra sẽ có trước ngày 30 tháng 8.